Mình chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng bóng đá. Kính thưa quý vị, từ năm 1995 cho đến nay, đội tuyển Việt Nam đã chạm trán Thái Lan tổng cộng là 12 lần tại các kỳ sea games. Trước đây là ở cấp độ đội tuyển quốc gia và sau đó là U22, U23 Việt Nam. Đó là các kỳ sea games 1995, 1997, 1999, 2003, 2005, 2009, 2015, 2017 và 2019. Trong đó đội tuyển Việt Nam chỉ có 4 lần hòa trước Thái Lan ở SEA Games, còn lại 8 lần là những thất bại cay đắng. Điển hình là tại SEA Games 2017, đội tuyển U22 Việt Nam với dàn cầu thủ kết hợp giữa lứa 1995 của Công Phượng và 1997 của Quang Hải, kỳ vọng là có thể chinh phục được tấm huy chương vàng SEA Games. Đó cũng là thời điểm mà Thái Lan không có được lực lượng mạnh nhất, thế nhưng chiến thắng vẫn nghiêng về người Thái trong cuộc đối đầu ở lượt cuối vòng bảng nghiệt ngã hơn U22 Việt Nam vì thất bại ấy mà phải rời SEA Games. Đó cũng là lúc mà huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng đã phải rời bỏ cương vị huấn luyện viên trưởng U22 Việt Nam và nhận về không biết bao nhiêu chê trách từ phía người hâm mộ. Sự xuất hiện của huấn luyện viên Park Hang-seo sau đó đã giúp cho đội tuyển Việt Nam phá rớp trước Thái Lan ở một số mặt trận. Thế nhưng tại SEA Games thì ông Park vẫn chưa thể giúp cho tuyển Việt Nam đánh bại được người Thái. Điển hình là tại SEA Games 2019, U22 Việt Nam thậm chí đã đứng trước nguy cơ bị loại khi để U22 Thái Lan dẫn trước 2-0 ở một thời điểm trong trận đấu. Và nếu như không có sự tỏa sáng của Tiến Linh sau đó với cú đúp thì Việt Nam của ông Park đã phải chia tay giải. Sau 12 lần gặp nhau mà chưa một lần chiến thắng, U22 Việt Nam đang kỳ vọng là có thể cuột ngã Thái Lan một lần ở tại SEA Games 2021 tới đây. Đoàn quân của huấn luyện viên Park Hang-seo có nhiều cơ hội để làm được điều đó. Bên cạnh yếu tố sân chơi ở trên sân nhà do Việt Nam là đội chủ nhà của đại hội khu vực, sự chuẩn bị kỹ càng ngay từ năm ngoái với dàn cầu thủ trẻ chung như là Hai Long, Hữu Thắng hay Hồng Sơn cũng mang đến sự kỳ vọng cho U22 Việt Nam. Với mật độ các giải quốc tế diễn ra khá dày ở trong năm 2021, đội tuyển U22 và đội tuyển quốc gia sẽ bước vào rất nhiều giải đấu quan trọng và hứa hẹn sẽ có một năm bùng nổ đáng nhớ. Tấm huy chương vàng SEA Games 30 giành được ở tại Philippines đã giúp cho bóng đá Việt Nam gom đủ bộ sưu tập danh hiệu ở những giải đấu danh giá nhất khu vực Đông Nam Á. Ánh hào quang của tấm huy chương vàng còn lấp lánh hơn khi biết rằng phải đợi đến 60 năm giới mộ điệu Việt Nam mới được giải cơn khát mà đã có vài lần tưởng chừng như nằm gọn trong lòng bàn tay. Hơn hết, chiến công lịch sử ấy lại là sự kết tinh của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng trên nền tảng một đội quân hùng mạnh và gắn bó với nhau trong thời gian dài. Để có được thành quả đó, U22 Việt Nam đã trải qua quá trình dày công chuẩn bị. Mọi thứ bắt đầu từ vòng chung kết U23 châu Á 2018 và những Đức Trinh, Tiến Dũng, Thanh Thịnh, Văn Hậu, Thành Trung hay Quang Hải, những cầu thủ của lứa 1997 đã cùng với các đàn anh của mình là Công Phượng, Văn Đức, Văn Toàn, Xuân Trường tạo nên một giải đấu vô cùng ấn tượng khi mà lần đầu giành vị trí Á quân ở sân chơi U23 châu Á. Một năm sau, Đức Trinh Tiến Dũng Thanh Thịnh Văn Hậu thành Trung Quang Hải đã quá trưởng thành, gánh vác nhiệm vụ quan trọng và giành tấm huy chương vàng SEA Games 30. Bây giờ đến lượt lứa cầu thủ sinh năm 1999 trở lại đây như là Văn Hậu, Văn Toản, Hai Long hay là Việt Anh tiếp tục được huấn luyện viên Park Hang Seo nhào nặn khi trao cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia. Thực ra thì cách đây khoảng 2-3 năm, Văn Hậu đã trở thành một trường hợp quá đặc biệt là hạt nhân của đội tuyển quốc gia, cho nên anh được xem là thủ lĩnh khi về khoác áo U22 Việt Nam cho các nhiệm vụ lớn lao trong năm 2021 như là vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31. Về cơ bản thì lịch thi đấu của U22 Việt Nam dồn khá nhiều vào giai đoạn cuối của năm 2021. Cụ thể là đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 10 năm 2021 và SEA Games 31 dự kiến là từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Lợi thế cho U22 Việt Nam đó là cả hai giải đấu này đều diễn ra ở trên sân nhà cho nên cơ hội thắng liên tục rất dễ xảy ra. Sau khi thi đấu ở vòng loại U23 châu Á 2022, U22 Việt Nam sẽ bước vào hành trình bảo vệ tấm huy chương vàng SEA Games sau 18 năm Việt Nam mới đăng cai SEA Games cho nên lần này niềm tin và sự kỳ vọng là rất lớn cho Văn Hậu cùng với các đồng đội. Biết được điều đó cho nên ngay từ năm 2020, huấn luyện viên Park Hang-seo đã lên bản danh sách gồm gần 50 cầu thủ và sớm cho họ tập trung, rèn rũa với nhau để thi triển lối chơi, tạo nên sự gắn kết với lứa cầu thủ gần như là khá mới mẻ này. Năm 2020 đã chứng kiến quá nhiều biến động của bóng đá khu vực lẫn châu lục và cả thế giới do ảnh hưởng sâu rộng của dịch Covid-19 cho nên nhiều giải đấu đã bị hoãn lại hoặc là rời sang năm 2021. Thế nên năm nay khối lượng công việc của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ là cực lớn. Cụ thể trong năm 2021, đối với kế hoạch tổ chức các trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á lượt trận thứ 7 vào các ngày 25 tháng 3, lượt trận thứ 8 vào ngày 30 tháng 3, lượt trận thứ 9 vào ngày 7 tháng 6 và lượt trận thứ 10 vào ngày 15 tháng 6, Tuy nhiên thời điểm tổ chức các lượt trận đấu nêu trên có thể điều chỉnh tùy theo thực tế. Trong trường hợp hai liên đoàn bóng đá thành viên tự thương thảo với nhau về thời điểm tổ chức trận đấu cũng sẽ được AFC chấp thuận sau khi đề xuất được FIFA phê chuẩn. Dù tổ chức ở thời điểm nào thì vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á cũng sẽ phải kết thúc trước ngày 15 tháng 6 năm 2021 để có quỹ thời gian cho các đội giành quyền đi tiếp chuẩn bị cho lượt trận đầu tiên và lượt trận thứ hai của vòng loại World Cup 2022 dự kiến là sẽ diễn ra vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2021 và ngày mùng 7 tháng 9 năm 2021. Theo kế hoạch, năm 2021, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung làm 5 đợt, gồm có đợt 1 từ ngày 22 tháng 3 đến ngày 30 tháng 3, đợt 2 từ ngày 31 tháng 5 đến ngày mùng 8 tháng 6 Đợt 3 từ ngày 30 tháng 8 đến ngày mùng 7 tháng 9, đợt 4 từ ngày mùng 4 tháng 10 đến ngày 12 tháng 10, đợt 5 từ ngày mùng 8 tháng 10 đến ngày 16 tháng 11. Hiện nay thì tại bảng G, Việt Nam đang tạm thời dẫn đầu với 11 điểm, hơn đội xếp nhì bảng là Malaysia với 2 điểm. Với tình hình hiện tại thì Việt Nam đang tràn đầy cơ hội để giành vé đi tiếp. Một trong những trận đấu mang tính bước ngoặt chính là cuộc đọ sức với Malaysia bởi nếu như thắng trận này thì tấm vé đi tiếp đã nằm chắc trong tay thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo tự tin tiến vào năm 2021 để chinh phục các thử thách mới. Mục tiêu đầu tiên của các chàng trai áo đỏ trong năm nay chính là ngôi đầu bảng G tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 để bước vào vòng đấu thứ ba. Ở trận gặp Malaysia, dù rằng là không được đá ở trên sân nhà, thế nhưng hoàn toàn có cơ sở để cho tuyển Việt Nam mạnh dạn đặt mục tiêu lấy 3 điểm bởi rằng trong năm qua bóng đá Malaysia đóng băng vì Covid-19 các giải quốc nội không được tổ chức cho nên cầu thủ tuyển Malaysia ít nhiều bị ảnh hưởng phong độ và mất cảm giác bóng, chắc chắn là họ chưa thể thi đấu được với 100% phong độ ngay trận đụng độ tuyển Việt Nam cho nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ở chiều ngược lại, V-League 2020 diễn ra rất hấp dẫn và quyết liệt đến tận vòng cuối cùng, các cầu thủ ở tuyển quốc gia đều chơi rất hay ở V-League 2020. Mùa giải mới cũng đã bắt đầu vào giữa tháng 1 năm 2021 cho nên cầu thủ luôn sẵn sàng khi được gọi lên tuyển. Đội quân của ông Park cũng đã từng hạ Malaysia với tỷ số 1-0 ở ngay tại sân Mỹ Đình, cho nên sẽ rất tự tin khi gặp lại đối thủ này và sẽ thi đấu quyết tâm để đạt được mục tiêu của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo dự kiến là sẽ tập trung đội tuyển Việt Nam vào giữa tháng 3 và tập luyện nghiêm túc cho mục tiêu lớn trong năm 2021. Nếu như khó khăn trong công việc tìm kiếm đội tuyển làm quân xanh thi đấu giao hữu thì tuyển Việt Nam có thể đá với các câu lạc bộ đang thi đấu ở tại V-League 2021. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng rất vui khi mà qua V-League 2020, những cầu thủ con cưng của ông đều chơi với phong độ rất tốt. Đó là sự xuất sắc của Nguyễn Quang Hải khi anh tỏa sáng ở giai đoạn 2 V-League 2020, là sự ổn định của trung vệ Bùi Tiến Dũng hay Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tiến Linh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy trong màu áo câu lạc bộ của mình. Chỉ cần chờ đợi Công Phượng hồi phục chấn thương cùng với sự ổn định của Tuấn Anh, Xuân Trường là xem như thầy Park đã có trong tay đội hình hoàn hảo. Nhưng không chỉ vậy, muốn thành công trong năm 2021, tuyển Việt Nam cần có những nét mới và nhân tố mới để tránh bị đối thủ bắt bài. Bởi từ khi lên đỉnh Đông Nam Á với chức vô địch AFF Cup 2018 và đoạt huy chương vàng môn bóng đá nam SEA Games 2019, lối đá của tuyển Việt Nam đã bị các đối thủ nghiên cứu khá kỹ. Ông Park cũng hiểu điều này, cho nên ông đã cách tân trong lối chơi khi mà huấn luyện U22 Việt Nam. Với đội tuyển thì ông cũng đã chuẩn bị những đấu pháp mới để gây bất ngờ cho đối thủ về nhân tố mới chúng ta cũng không quá lo lắng khi mà vị thuyền trưởng tuyển việt nam lại rất hài lòng với tài năng đang độ chín của bộ đôi bùi hoàng việt anh và nguyễn thành trung trong màu áo của hà nội fc đây là hai cầu thủ có thể thay thế bùi tiến dũng và quế ngọc hải bất cứ lúc nào họ không chỉ chắc chắn trong phòng ngự mà cũng nổi bật về tài năng săn bàn của mình ở giữa sân thì hoàng đức của viettel hay là hai long của than quảng ninh đều chơi quá hay để tăng thêm sự lựa chọn cho ông park ở trên hàng tấn công, Tiến Linh không chỉ chứng tỏ anh đã thay thế được anh Đức mà còn trở nên ngày càng xuất sắc hơn cho nên sẽ là mẫu trung phong mà huấn luyện viên Park Hang Seo tin dùng. Sau lưng Tiến Linh sẽ có văn toàn công phượng cùng với sự hộ công của Quang Hải để tăng thêm sức mạnh công phá hàng phòng ngự đối phương. Với một huấn luyện viên xuất chúng cùng với những gương mặt xuất sắc, chúng ta có thể tin rằng năm 2021 tiếp tục là năm thành công của bóng đá Việt Nam. Tiếp sau mặt trận ở vòng loại World Cup 2022 đội tuyển Việt Nam sẽ có thêm giải đấu nhận được sự quan tâm rất lớn đó là AFF Cup. Đây cũng là giải đấu bị rời lịch thi đấu khá nhiều lần trong năm 2020. Theo những kế hoạch ban đầu, AFF Cup sẽ diễn ra vào cuối năm 2020, thế nhưng do dịch Covid-19 cho nên giải đấu đã được chuyển sang tháng 4 năm 2021. Thế nhưng vừa qua, sau khi phân tích tình hình dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á lại chuyển sang đến tháng 12 năm 2021, AFF Cup mới được diễn ra. Đội tuyển Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup sau lần đăng quang vào năm 2018 và mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vào cuối năm nay là thành đội tuyển thứ ba trong khu vực Đông Nam Á bảo vệ thành công ngôi vô địch này. Việc AFF Cup bị lùi lịch phần nào đó cũng đem lại lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Nếu như AFF Cup diễn ra trong năm 2020 thì chắc chắn là Duy Mạnh và Đình Trọng sẽ không thể góp mặt vì chưa lành chấn thương. Và nếu như AFF Cup được tổ chức vào tháng 4 năm 2021 thì vào thời gian này bộ đôi trung vệ của đội tuyển Việt Nam cũng khó lòng góp mặt. Nhưng cuối cùng thì Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã chốt thời gian AFF Cup sẽ đá vào tháng 12 năm 2021 thì lúc này Duy Mạnh và Đình Trọng có thể sẽ kịp góp mặt giúp cho đội tuyển Việt Nam củng cố sức mạnh Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.